Minh từ Tokyo chào Minh thưa anh. Dạ vâng, Đỗ Thông Minh từ Tokyo xin kính chào tất cả quý khán thính giả và chào anh Nguyễn Xuân Nam. Dạ, dạ cảm ơn anh. Thưa quý vị và thưa anh Minh là tối nay ở Hoa Kỳ có thể nó là ăn cũng được nổi nó có giờ ăn có giờ uống hết không? Nó <laughs> căng thẳng quá. Một dạ. lúc có thể theo dõi hai cái bản tin của hai nơi. Dạ. Bản tin là cái cái trận đấu giữa Iran và và Thái. Israel đang diễn ra rất gây cấn, do Thái diễn ra rất gây cấn. Yeah. Iran dùng lãnh thổ của Jordan đó để ừ. mà pháo kích 180 quả vào do Thái. Do yeah. Thái ngăn chặn một số được hầu hết là được, của một số khác cũng lọt lưới cái màn lưới trắng hòa tiện nam mà nó lọt vào okay. ngay sát trường học của cái do do Thái cũng tùm lum hết á thì ba thành phố lớn của Gia Thái bị tấn tấn công tới yeah. giờ này phía ủy ban phòng vệ của Ira, của Gia Thái ước tính là khoảng 180 quả yeah. rocket của họ tiện missile của họ tiện, đã được bắn vào Gia Thái vào kỳ hôm nay trong lúc yeah. đó tại Hoa Kỳ cũng rất là căng thẳng cuộc đấu của hai ông ứng cử viên phó tổng thống thì yeah. chốc từ đây khoảng 9 giờ 15 quý vị sẽ nghe bốn năm anh em chúng tôi gồm anh em trong cộng tác viên với anh em trong tòa soạn nhà báo có Điều đây truyền hình việt nam có cả anh đỗ thông minh ở đây và có cả một số nhà báo uh, mai Long nguyên tuấn nhà báo hạnh dương nhà báo nguyên ngọc mùi và một số anh em khác cũng có mặt trong chương trình hội luận cho nó vui nhưng mà cho nên chúng tôi giờ lại cái chuyện mà nói chuyện về cuộc cuộc tranh luận phó tổng thống ngày hôm nay vào trong chương trình mà chín giờ mười tối và trong chương trình hôm nay bây giờ với tôi đội thông minh thì nói cái chuyện cái trận chiến do thái và 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 iran và câu hỏi đặt ra là cái mức độ chiến tranh thì chúng ta biết rồi hai bên cũng ăn miếng trả miếng rất là dữ thì một lực lượng hobola nó đồn trú tại libanon để nó từ đó nó tấn công bởi đầu tấn công bởi do thái thì do thái mở một lúc cái trận đấu không những ở iran mà trận đấu với cái nhóm hobola ở tại libanon tùm lum hết á thì tình hình như vậy chúng tôi muốn quý vị cùng theo dõi những vấn đề đó và một số vấn đề khác của Việt Nam như thường lệ với học giả Tổ Tổ Minh và sau nè. đó chúng ta nghỉ chút xíu sẽ vào chương trình chính thức về cuộc tranh luận tối nay Chứ chia một lúc là hai cái trận tuyến nhiều người cả chục người lên nói chuyện một lúc rồi chúng ta không có đủ mà mà thời gian anh bữa anh anh Minh biết không thì nè. mời anh bắt đầu câu cái bản tin ngày hôm nay thưa anh Minh Dạ yeah, vâng, thưa với anh thì hôm nay coi như chúng ta sẽ nói chuyện về cái tình hình uh, nói chung là Trung Đông uh, chủ yếu là cái cuộc chiến giữa uh, Do Thái uh, và các lực lượng thân Palestine thì uh, thân Palestine thì nó có nó nằm giải rác gần như là chung quanh Do Thái luôn ngay cái đất uh, uh, có như Jerusalem phía Tây đó. Đó, cái Jerusalem nó chia đôi anh ạ Yeah. phía đông là của do thái đặt thủ đô này kia rồi phía tây là phe cũng đặt cái chính phủ ở đó nguyên tắc là vậy đó là phía tây rồi tới phía uh, uh, phía đông đó là phía đông nam ở uh, tây nam thì là uh, haza giải haza còn phía bắc đó thì nó có nhiều nơi phía bắc đó thì quan trọng nhất đó là lebanon thì nó có cái lực lượng hebola và ở bên uh, yemen thì có lực lượng houthi ngoài ngoài ra ở trong đất Syria cũng như là uh, đồng minh của cái nhóm này uh, tức là uh, Iran tất cả nó bảo vệ như vậy. Và vũ khí ngày hôm nay uh, thì với những cái hỏa tiễn tầm xa đó là có thể là bắn tới nhau hết. Đó, không còn nghĩa là giới hạn nữa. Thì uh, thưa với quý vị là uh, cái trận chiến nó khởi ra từ ngày mùng 8 tháng 10 năm ngoái khi mà cái nh nhóm uh, Hezbollah tổ chức một cái cuộc uh, coi như đối với họ là tổng tấn công ba mặt uh, vừa đường bộ vừa đường không vừa đường thủy uh, phá hàng rào biên giới tràn qua và giết khoảng một nghìn hai trăm người uh, do Thái cộng với những người ngoại quốc vân vân rồi bắt đó là khoảng hai trăm năm người cho tới bây giờ thì đã thả ra một ít và vẫn còn uh, giữ hơn một trăm người thì uh, do Thái đã phản công thì phản công có thể nói là hôm nay ở đây là chúng ta thấy là lịch là ngày mùng 2 rồi tức là kể như là ngày 5 ngày nữa thôi là tròn một năm coi như tròn một năm thì uh, có thể nói rằng là giống như những cái chuyện, trận chiến trong quá khứ á, do thái mỗi khi mà phản công á, thì thường thường là trả đòn là phải 5 đội 1 hay là 10 đội 1 tức là uh, phía Palestine thì bị chèn ép trong cái thế là, là mất đất rồi uh, chống lại nhưng mà lực lượng thì yếu nhưng mà họ vẫn chống suốt bảy mươi mấy năm nay rồi và mỗi lần mà họ làm một số cái biến cố gì đó thì do Thái trả thù ừ. uh, họ phải trả thù thật là mạnh để bên kia đừng làm nữa thành <laughs> ra kỳ này uh, là cái lực lượng Hamas nó đã xây dựng hai ba chục năm nay rồi nó rất là mạnh và nó có cả một hệ thống đường hầm ở dưới cái dải Gaza để nó tránh uh, cái tấn công bằng uh, oanh tạc với lại uh, máy bay và tiễn pháo vân 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 thì lần này nó đánh á, là một cái trận chiến có thể nói là không thể tưởng tượng được số người họ huy động lên tới cả ngàn mà dưới đất á, thì tức là bộ binh mà bộ binh này á, đi, có khi đi bộ đi xe gắn máy hay, chở nhau xe gắn máy xong rồi có một vài xe ủi đất đi trước ủi phá hàng rào đâm vào đánh hoàn toàn bất ngờ rồi một số thì đi cái loại mà đi uh, máy bay lượn đây đó, đi bằng một máy bay lượn thì ít thôi rồi ở uh, biển cũng có một ít nghĩa là tuy là nhiều mặt trận nhưng mà mỗi cái nhỏ 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 thôi cái vấn đề đặt ra là anh biết một cái chuyện rất là nực cười đó là tình báo uh, Mossad của do thái rất là giỏi và họ đã tịch thu được cái 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 chương trình đánh này họ tịch thu được tất cả cái tài liệu về chương trình đánh này khoảng 90 trang có điều là khi họ thu và họ đọc xong đó chính họ họ cũng không tin và một số viên chức cao cấp có thẩm quyền được đọc cái này đó thì không tin thành ra có tài liệu trong tay mà không tin không tin cho nên không có đề phòng cho rằng là chuyện hoang tưởng làm gì mà tụi uh, uh, hamas nó làm được như vậy Nói cho nên chúng ta thấy nhiều khi cuộc đời nó cũng chớ trêu có tài liệu uh, địch nó tổ chức nó định đánh mình chỉ có nó nó không để tên rõ cái nơi nó đánh và ngày giờ đánh thôi chuẩn tất cả cái chuyện chuẩn bị đó nó nằm ở trong cái tài liệu đó hết mà trong khi đó đó một số viên chức cao cấp thẩm quyền của do thái đã được nhận đọc nhưng mà đồng kết quả là không tin cho chuyện là chuyện tưởng tượng <laughs> chuyện tào lao thời đại này thì con người ta cũng bị rơi vào cái 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 tâm trạng À, nhiều thông tin làm cho mình không biết đâu là hư là thật cả đó. và tới, tới nay á, coi như sau một năm trả thù thì số người à, do thái chết đó, à, lính binh sĩ do thái đó, tràn qua mà trả thù đó, thì chắc cũng cỡ một ngàn và, nhưng mà số người mà palestine chết đó, thì khoảng tới năm mươi ngàn đó. và do thái oanh tạc thì là bất kể vì sao tất cả những cái cơ sở của hamas là nó nằm lẫn với dân đó, nhất là nhiều khi nó nằm dưới bệnh viện nằm dưới trường học vân vân cho nên nếu mà bây giờ mà bảo mà lựa ra thì không thể nào lựa được không thể nào tách dân Palestine uh, uh, ra khỏi uh, lực lượng Hamas được mà lực lượng Hamas này đó tức là nó không phải là chính phủ đó nhưng mà nó là một lực lượng của cái vùng này, đó, đó, uh, uh, Gaza này đó Gaza này thì bây giờ anh có thể tưởng tượng là trong số 10 lãnh đạo 10 lãnh đạo của Hamas đó thì nghĩa là 11 người thì chết hết 10 rồi. Ừ. Nghĩa là lực lượng của Do Thái nó khủng khiếp. Nó đã nói rồi mà tất cả những cái tay lãnh đạo đó là lên sổ và nó sẽ hạ ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào. Đó, nó nói trước rồi. Thế thì bây giờ đó thì chúng ta không thể tưởng tượng được là một người thì hết chết hết 10 người rồi. Và cái lực lượng mà ở bên uh, uh, Hezbollah đó cũng vậy, cũng bị loại nghĩa là hầu hết. đó Thành ra không những là lãnh đạo tan nát mà kể cả dưới quân lính nói chung cũng tan nát. Thì bây giờ thì uh, có một cái người mới uh, gọi là Shinwa uh, đã lên thay thế ở lực lượng Hamas và lâu nay không thấy ông này xuất hiện mà người ta lại thấy một vài cái tài liệu có vẻ như là ông này làm ra nhưng mà không phải là thật cho nên người ta nghi ngờ là không biết ông này còn sống hay chết bởi vì đôi khi anh ta cái bom nó nổ sập thì chết thì do thái đâu biết được may ra là hamas có thể họ biết anh ra có cái ông uh, thủ lãnh mới á, là chưa biết thôi còn hầu hết những cái thủ lãnh kể cả uh, Ebola tức là một cái lực lượng thân do Thái thôi nhưng nó, nó lại là một cái tổ chức quân sự rất là mạnh và được uh, Iran tổ chức rất là mạnh anh tưởng tượng nó có thể nó có hàng trăm ngàn hỏa tiễn rồi anh chứ không phải là ít thế nhưng mà bị do Thái đánh gần như là phủ đầu à, có lúc đó là nó tấn công một lúc một ngàn tám trăm mục tiêu luôn đó là bắn rồi máy bay, bay của anh tạc ta, tan tạc và ngay cái tên thủ lãnh cũng chết luôn rồi cái tên thủ lãnh vừa mới được bầu lên anh mấy tiếng sau chết luôn anh thấy khủng khiếp không? Khủng à, 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 tức là mà mấy tháng này đó họp hành ở toàn dưới hầm không có chứ không phải dễ đâu nhưng mà do thái dùng cái loại bom hạng nặng phá hầm xuyên hầm anh ra trốn sâu dưới hầm mười mấy mét mà cũng bị chết nữa rất là à, cái, cái 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 tên là lãnh đạo xưa giờ mà nổi tiếng đó thì à, mới có Uh, nó làm uh, nhiều chục năm rồi anh nó là thành lập luôn thành ra uh, cái tên này đó uh, tức là Hassan, uh, Kalin ừ. Yansin thì coi như là đã, đã, đã bị tiêu diệt hôm 27 tháng 9 thì sau đó cái tên Sinwa được cử thay thế đó cũng cũng là một người ở cử thay thế thì hiện tại tên này thì chưa biết nhưng mà phía bên Hezbollah mà cử người thay thế đó thì tên này mới lên có vài giờ bị chết luôn. thì tụ biết là cái tình báo do thái nó bám sát mấy tên này rất là kỹ à, từ đường đi nước bước sinh hoạt như thế nào nó bám sát tin tức thì nó thu rất là đầy đủ còn khi nào nó ra tay đó thì đó là, là, là nó, nó nó có quyết định là nó tung ra đó, thành ra có thể nói rằng là lực lượng hebola hiện tại cũng đang coi như là rắn mất đầu mà tình hình binh sĩ thì rất là mất tinh thần à, và ở ờ, Iran thì cái tên tướng Iran cách đây chừng 2-3 năm nó cũng bị Mỹ giết anh, bị máy bay không người lái, Mỹ bắn và tiễn giết. Tức là tên tướng này vừa mới từ Iran đi qua Syria, từ phi trường đi ra một cái nó bắn vô cái xe tên này là tên này chết. Đó, thì uh, kỳ đó do Thái uh, cũng bị uh, là Iran bắn một đợt trả thù lớn lắm. Thì kỳ này uh, cũng là liên tiếp một loạt đợt như vậy mà người ta thấy rằng là Iran chưa 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 phản ứng. cái thành ra cứ chờ mãi thì đang trả lời là chúng tôi sẽ phản ứng lúc thích hợp thì bây giờ nhân có cái vụ coi như là uh, do thái oanh tạc đông loạt và phía nam của Beirut Beirut là thủ đô của Lebanon đó đó là coi như là căn cứ của Hebola thì thưa quý vị Hebola đối với Lebanon đó thì nó trên nguyên tắc nó là một tổ chức người Lebanon nhưng mà là với Palestine anh do cái chuyện mà do thái đánh uh, Gaza thì họ tấn công để đỡ đòn cho 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 Palestine và bây giờ thì uh, Do Thái cũng đã cảnh cáo rồi các anh có nhớ năm 2016 không Chúng tôi đã cho một trận đòn rồi thế thì bây giờ tôi đã nói chúng tôi không phải là ngày xưa chúng tôi bây giờ mạnh hơn nhiều thành uh, nhà bắn qua bắn lại suốt một năm nay rồi quý vị tức là uh, phía bên uh, Lây uh, Lebanon đó, tức là của cái nhóm Hezbollah thì có đủ người Lebanon ban cho tới người Palestine chết cũng khoảng năm bảy trăm người rồi. Còn phía bên do Thái thì cũng khoảng năm chục người. Thế còn lần này đó thì họ tổ chức một cái cuộc tổng tấn công đó là một ngàn tám trăm cơ sở và đồng thời ngày ba uh, mươi uh, uh, tháng chín uh, vừa rồi đó thì qua tới ngày mùng một thì lần đầu tiên nha. À, Do Thái đưa bộ binh vào Lê bàn Nông. Xưa giờ đã chuẩn bị rồi, đã hăm dọa rồi. Nhưng mà coi như là ngày mùng 1 thì đưa bộ binh vào, tức là tàn sát. Đó. À, ngoài cái chuyện mà máy bay thả bom, tất cả các cơ sở. Thế thì ngay tức khác sau đó thì uh, Iran uh, tấn công. Đó, Iran đã bắn khoảng 180 cái hỏa tiễn vào ba cái thành phố lớn uh, của Do Thái. Thành ra đây được coi như là cái lần phản công thứ nhì của Iran đối với dầu Thái sau cái lần mà à, trước cách đây độ nửa năm, đây là lần thứ nhì, cái mà người ta chờ đợi. Đó. À, tuy nhiên nó mới ở một cái mức tạm gọi như là trung bình, chưa biết là nó có sẽ nâng cao lên nữa tới đâu và Hoa Kỳ sẽ can thiệp tới đâu bởi vì những cái tin trước đây thì cho thấy là Hoa Kỳ cố gắng đứng ra can thiệp hai bên ngồi lại với nhau để giải quyết cái vấn đề gương chiến và thả tù binh à. nhưng mà trong khi uh, nỗ lực làm cái đó thì uh, do Thái lại giết một loạt lãnh tụ của Hezbollah hai tay coi như là cầm đầu là bị giết liền cách nhau có vài tiếng đồng hồ thôi đó thành ra vì vậy cho nên không thể nào ngồi nói chuyện với nhau được đó thì trong khi đó thì do Thái lại quyết định là đưa quân đó, đó chính thức đưa quân vào đất, đất ở phía Nam của Lê Đông để tiêu diệt cái lực lượng Hezbollah ở đây đó, thì tình hình phải nói nói chung là cũng uh, bắt đầu có thể nói rằng là khởi đầu cái cuộc chiến Trung Đông nếu cái này nó cứ tiếp tục kéo dài đó trong khi trên thực tế đó thì Mỹ cũng muốn ngăn cản do Thái cũng muốn hạn chế Iran cũng muốn hạn chế nhưng mà hạn chế thì có khi là mình tự mình chói tay mình làm cho mình yếu thế cho nên là nói là hạn chế nhưng anh nào cũng chuẩn bị đánh nhau ấy. cứ có dịp là đánh và do thái thì cái lực lượng an ninh của nó là phủ khắp hết thành ra bất cứ khi nào mà nó có những cái tin về những tay lãnh đạo uh, của phe đối lập nghịch ở đâu là nó sẵn sàng dùng đủ biện pháp hết và cái biện pháp mới đây nhất như chúng ta thấy đó tức là 3.000 cái uh, máy uh, gọi là máy nhắn tin đó, đó, đó. Uh, cộng thêm với lại máy Tokiwaki uh, khoảng chừng uh, 300 cái máy như vậy thì nổ làm hai đợt đây tức là trong cái giai đoạn mà nó uh, gia công lắp ráp đó, thì nó gắn cái chất nổ ở trong đó chừng 3 gram chất nổ đó thành ra Đùng một cái nó bấm một lúc là ba ngàn cái máy nó nổ một lúc anh dù anh đang dùng hay không dùng cũng vậy anh đang bỏ túi hay anh bỏ đâu cũng vậy hết tự động là nó nổ và cái nổ này nó làm cho khoảng uh, cả trăm người có thể chết và nhất là những người bị thương rất là nặng có thể là coi như hai trăm người bị thương trầm trọng và rất nhiều người là bị mù mắt tại vì cái vật ngay trước mặt mình mà nó nổ thành ra uh, chết thì không chết nhiều thì vì nó có 3 gam thôi nhưng mà nó làm gây thương tích và gây cho rất nhiều người mù mắt và đây là một cái um, cái sự kiện uh, về tình báo và quân sự có thể nói là lạ lùng nhất từ xưa tới giờ từ xưa tới giờ các cơ quan tình báo mà gài chất nổ á, thì chuyện nó cũng thường à, gửi uh, món quà sinh nhật tới mở ra nổ đùng chết nhưng mà cái chuyện đó nó chỉ nhắm một cá nhân hay là một cái cơ quan hay một gia đình nào đó thôi chứ không thể nào có, có tưởng tượng được cái chuyện mà nó nhắm tới cái đường dây mua cái mấy máy này của Ebola cho nên nó gài ở trong đó thì thành ra nó lên tới tất cả như vậy hai loại một loại là ba 000 cái với một loại khoảng năm 000 cái nổ cùng một lúc là một cái chuyện mà thế giới xưa giờ chưa ai nghĩ tới đó, đó là cái tình hình giữa uh, Do Thái với lại những lực lượng à Palestine hoặc là ủng hộ Palestine ở chung quanh. Yeah. Ừ. Anh nghĩ đây có thể là khởi đầu trong một cái ngồi nổ cho một cái cuộc vùng chiến, châu lục chiến hoặc thế chiến không anh? Bây giờ đến giờ này chúng ta biết phê răng thì gồm có nga, tàu, rồi một số quốc gia khác, Bắc Hàn cũng hợp tác với im Iran. Trong khi do Thái được sự ủng trợ của Mỹ và các nước đồng minh khác ở 7 si ở NATO thì anh nghĩ rằng với hai cái lực lượng đứng sâu như vậy và khi ngồi nổ nó tăng lên cao được có thể dẫn đến cấp bùng chiến, cấp thế chiến mà anh Cái, cái chuyện đó như chúng tôi cũng có trình bày về cơ bản ai cũng ngại hết nhưng mà về cái việc mà để tạo cho mình có cái thế cái lực để mà anh nói để chiếm cái phần lợi trong lúc mà hội đàm thì không bên nào nhường bên bên nào hết, bên nào cũng muốn lớn hết. À, Hoa Kỳ á thì lại vừa đóng vai là bên do Thái vừa đóng vai can ngăn. Đó, à, Iran á, thì muốn giúp các đồng minh của mình nhưng mà cũng không muốn là cái cuộc chiến nó làm tràn lớn quá thì có thể cả một cái cái cái, cái 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 chế độ của mình cũng bị là tổn hại, lung lay hoặc là bị thiệt hại rất nhiều bởi vì không phải chỉ do Thái mà còn có Hoa Kỳ trong đó nữa đều là những cái chuyện mà chưa ai xác nhận được. À, cho nên người ta chỉ thấy có thể đây là cái màu đầu thôi. Chứ không dám nói là nó là màu đầu. Nó có thể là cái màu đầu. Nếu cái đà này tiếp tục gia tăng, đó từ đây trở đi gia tăng, thí dụ như là do Thái vừa bắn 180 cái hòa tiễn, hai ba ngày sau bắn tiếp hai ba trăm hai ba ngày sau bắn tiếp ba bốn trăm nữa nếu mà như vậy thì rõ ràng là một cuộc leo thang và kéo theo nhiều nước. Uh, Hezbollah thì bây giờ phải nói là rất yếu, bởi vì các lãnh đạo bị tiêu diệt mà ngay cái đất mà coi như là căn cứ của họ đó thì bị chính bộ binh uh, do Thái tràn qua. Và do Thái thì bao giờ cũng vậy, một cái lực lượng rất là mạnh, uh, lúc nào cũng coi như là cầm đao phụ thủ ấy. Thành ra uh, cứ đụng tới anh mà anh trả thù một cái là là phá tan thành đủ thứ hết. Chúng ta thấy cái Gaza bây giờ đó, đó như là thành một cái bãi đổ nát đó thì uh, nam đây là mình mà ông nếu không khéo thì cũng rơi vào cái tình trạng đó thành ra cái lực lượng hebola coi như bây giờ gần như rắn mất đầu mà tụ họp cũng khó bởi vì họ chỉ có thuần bộ binh và các cái uh, họ tiễn thôi nhưng mà họ không có máy bay họ không có những cái uh, uh, vũ khí chính xác dữ dội và tiêu diệt nghĩa là gọn thành ra vì vậy cho nên họ vẫn yếu thế hơn thì cái lối đánh của Do Thái bao giờ cũng vậy oanh tạc và pháo kích tan tành sau đó là bộ binh vào thì bây giờ đó cái chuyện oanh tạc kể như dọn đường gần như đã xong cho nên bây giờ là cái giai đoạn bộ binh vào mà cơ bản của Hezbollah đó vẫn là đánh cái lối du kích mà trốn cũng giống như Hama là, Hamas trốn ở trong đường hầm chứ không phải là một lực lượng công khai mà đối đầu họ không có xe tăng không? họ không có máy bay đó thành ra vẫn yếu hơn mà cái thời đại ngày hôm nay anh biết một cái tay lãnh đạo chỉ cần anh bước ra khỏi nhà thôi là vệ tinh nó nhận diện được là anh ăn và tiễn liền đó chứ không phải là thường anh chỉ lộ ra khỏi nhà mà anh ở đâu ở đâu đó, hầu như do thái nó cũng biết nữa đó. đó nó cũng biết rồi nó nó theo dõi nó dình anh đợi chốt cơ hội một cái là nó tấn công anh biết thời đại này nó nguy hiểm đấy vậy chứ không phải là mình cứ nghĩ là mình ở nhà hay mình ở dưới hầm mình là yên trí đâu bây giờ cái vấn đề theo dõi nó khủng khiếp lắm anh nghi mỹ ngày hôm nay mỹ tham dự quyết định tham dự sáng hôm nay khi mà chiến tranh nổ ra đó yeah. khi pháo kích nổ ra đó yeah. thì quốc hội ở hoa kỳ đặc biệt là quốc hội cộng hòa đã từ cả quốc hội cộng hòa tự dân của hạ viện tới thượng viện đều khuyên cái khích ông Biden nên có thái độ quyết liệt hơn trực diện đối đầu và tấn công lại của của, của Iran hơn để bảo vệ do Thái sau một thời gian ngắn dần co qua lại cân nhắc kỳ lưỡng liên lạc ở nơi này nơi nọ thì cuối cùng Biden đã ra quyết định là đứng hoàn toàn với do Thái để bảo vệ do Thái anh nghĩ nó dẫn đến thế chiến không cái uh chính như, như chúng tôi đã trình bày hồi nãy đó Hoa Kỳ cũng ngại Iran chơi tổng lực mà Iran thì cũng ngại là Hoa Kỳ sẽ đứng sau do Thái đó thành ra vì vậy cho nên trong cái lần trước cái lần mà giết lãnh đạo trước đây đó ở Syria đó thì chính uh, hai bên và dư luận chung đều cho rằng là cố gắng phản công không phản công thì không được và phản công trong tự chế để đừng có lan rộng. Nhưng mà cái chuyện thế nào là tự chế và thế nào lan rộng, nó cũng có cái giới hạn của nó, mình không thể biết được. À, như nước Nga đã đánh với Ukraine thì đã mấy lần nói là vật lành đỏ là không được vượt qua. Nhưng mà rồi người ta cũng vượt qua cũng chưa làm gì được. Đó. Nói thì dễ nhưng mà làm thì khó. À, thành ra anh cứ đem cái vũ, vũ khí hành nhân ra anh dọa hoài thành ra cái ông mà tổng thư ký NATO sắp từ chức đó ông nói đó các nước uh, NATO không việc gì phải sợ với chuyện mà nga hăm dọa cả ông cho rằng là nga không dám làm bởi vì anh anh bắn thì bên kia cũng có thể sẽ bắn lại đó mặc dầu các nước đó hiện tại trên nguyên tắc uh, chỉ có căn cứ Mỹ chứ còn chính họ thì không có vũ khí nguyên tử nhưng mà Mỹ với tính cách đồng minh thì Mỹ cũng có thể là thể thể thì giúp đó, đó thành ra cái vấn đề nó giống như những cái thời mà khủng hoảng ở trong chiến tranh lạnh những cái lần mà uh, liên xô đem hỏa tiễn nguyên tử qua tới tới Cuba thì quý vị thấy cái không khí nó còn căng thẳng hơn bây giờ rất nhiều đó nhưng mà cuối cùng rồi thì không ai dám bấm nút được cả <laughs> thành ra cuối cùng thì nga nó điều đình là mỹ rút uh, coi như hỏa tiễn nguyên tử ở tây ban nha về thì nga sẽ rút ở Cuba ba về thành ra cuối cùng là coi như cuộc chiến đã thoát được và cái kỳ đó, đó anh biết không khi mà mỹ có những cái thái độ như vậy đó, thì cú sếp kỳ đó đi dự đó, rút giày ra đập vào trên bàn đó là một cái sự kiện rất là nổi tiếng trong cái lịch sử sinh hoạt liên hợp quốc là rút giày đập trên bàn đó là cú sếp và khi mà cú sếp mà rút uh, hòa tiễn về coi như là hai bên làm hòa thoát được cái đó đổi lại đó tức là Tây Ban nhà cũng rút về. Tại vì cô sếp nói chứ anh đem súng tới trước nhà tôi thì, thì 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 không sao. Bây giờ tôi đem tới trước nhà anh thì anh đặt vấn đề. Bây giờ phải cả ừ. hai bên rút. Mà nó lại còn thêm một cái chuyện này nữa này anh. Tức là cô sếp đó, nói đó, nói với ông Kennedy đó, kỳ này ông đắc cử là nhờ tôi á Anh theo? Cái ừ. tình hình tranh cử của Mỹ á thường thường á nó ngang ngang nhau cho nên đó, anh chọn một cái việc gì đó mà lợi điểm cho một cái bên nào đó mà anh làm thì làm cho cái căn cân bên nó nó nặng lên anh anh biết tại sao từ hình ngang nhau không yeah. tại sao cứ các cuộc mà ứng cử viên của nước mỹ hai ứng cử viên tổng thống ừ. thường thường nó không có trên lệch bao nhiêu phiếu ấy. rất ừ. ngang nhau biết tại sao tại vì cái lòng trung thành của từng đảng của đảng viên của mình Nước Mỹ nó có hai đảng lớn nè, Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Cái số lượng đảng biên gần như ngang nhau. Không, nó lại có một cái tính này nữa anh, có một cái tính này nữa. Tức là người Mỹ thích thay đổi. Không muốn để cho một đảng nào nắm hoài. Nó lại có cái tinh thần đó nữa, nữa. Cho nên anh để ý cả cái lịch sử trung bình. Trung bình nha, là hai nhiệm kỳ là là, 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 là rớt. Mặc dù là anh đang khá, nhưng mà bao giờ nó cũng đổi cái mới lên cái anh anh mới là, là, là đó từ xưa tới giờ nó nó như vậy đó nước mỹ là như vậy hay nó không bằng lòng gì nó đổi người à, và em hỏi anh cái này nè em hỏi anh cái điều này đó nè. là trong cái cuộc này anh chưa, chưa 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 nói rõ hơn là anh nghĩ cái đợt này có thể thế chiến xảy ra không tôi cũng trả lời với anh đó, nó hơi lưỡng lự là bởi vì uh, cái tình hình nó giống như cơn bão vậy mình cũng chỉ đoán chừng thôi mình không có thể đoán chính xác cái hướng nó đi được. Thành ra tùy cái sự kềm chế của Iran, cái kềm chế của Mỹ, kềm chế của Do Thái và sự sự kêu gọi của cả Liên hiệp quốc. Đó, đương nhiên cả Liên hiệp quốc bây giờ là nhó ngó mắt vào cái 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 chiến trường à, đó nói chung. Đó thành ra vì vậy cho nên là à, thí dụ thôi nha, giống như kỳ trước Do Thái sau khi tấn công một loạt rồi coi như là hết tức rồi. Cái, 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 cái thùng hơi đó là bị bị nén đó, nó nó bung ra rồi xì hơi ra rồi nó bớt tức rồi thì nó làm cái đó thôi còn nếu nó làm nữa đó, nó sợ chính thằng mỹ bắn nó luôn mà nhất là do thái đó là nó nhắm những cái cơ sở nguyên tử nó nói trước với iran rồi mà vũ khí tao tới bất cứ chỗ nào của iran cho nên nếu mà nếu mà mày làm quá đó, tao sẽ tấn công những cái lò nguyên tử mà những cái lò nguyên tử này á, thì thực ra Iran làm là gần tới đích thôi, Đó là luyện đó anh là làm làm enrich đó, là tinh lọc cái uranium thôi, đó, chứ còn bảo là có thử bom rồi thì chưa. Đó, thế nhưng mà bây giờ những cái cơ sở đó là những cái cơ sở đặc thù, đó mà nếu bây giờ mà bị thằng do thái nó tấn công thì anh cũng không thể nào anh giữ được. Với với những cái loại bây giờ nó là, là những cái UAV tự sát, đó nó đem trào chất nổ mà nó lao vô mấy cái đó thì mấy cái lò của anh cháy hết không cái nào anh giữ được dù lực lượng phòng không của anh cách nào đi chăng nữa nó không phải là một năm ba hỏa tiễn nữa mà bây giờ nó gọi là chùm đó từng chùm ao về đó thí dụ như vậy giờ nó tiến từ ba bốn nơi tới mỗi nơi hai chục chiếc anh chống nó sao được anh nghĩ là đâu nghĩ anh là nay nước, anh, chống được. anh nghĩ là hiện nay cái thằng Iran nó sắp chế thành công bom nguyên tử rồi nó yeah, nó gần tiến tới đó rồi đó anh nó, nó ở cái giai đoạn cuối cùng để tinh luyện nè nó gần như trở gần một nước bắc hàng thứ hai ở khu khu vực đó là yeah. chế bom nguyên tử thì mỹ muốn tiêu diệt Iran rằng về bom nguyên tử thì yeah. có thể mỹ người ta một số người ta ngụy tạo cái tin tấn công này kích động tin tấn công này để chi lợi dụng còi tấn công này mà cho thằng nhỏ thì... thái đánh còn do Thái đánh bị Mỹ góp tay diệt cái khả năng nguyên tử của Iran không? Mỹ thì đứng xa xa thôi, Mỹ là khôn cool lắm. À, Mỹ đứng xa xa thôi, sợ trách nhiệm. Mỹ sợ bị lấn sâu vô đó, xa Nhưng lại. mà anh có cái mùi dụng ý đó không? Cũng có thể đó. Tại vì ở trên tập quán thì... phê, người ta đồn hiện nay em không chưa thấy tài liệu chính thức. Ông cái vụ đó là người ta sợ nhất là vấn đề nguyên tử của Iran. Nó chưa bằng... Cho, uh, cho nên Mỹ muốn dùng nhiên. cái cơ này làm cái cớ để hủy diệt tiềm năng nguyên tử của Iran. Đó, chính là chính Thái vì vậy thì... thằng Iran nó chần chờ là vậy đó anh. Đó, lần trước nó cũng chỉ tấn công một đợt rồi thôi. <laughs> Thấy không? Kỳ cái, thằng tướng của nó bị giết anh nhớ không? Thằng tướng tư lệnh nó đặt trách mà coi như hải ngoại đó. Đó, vừa mới phi trường xuống lên xe chạy chút là lãnh nguyên một cái trái hỏa tiễn luôn chiếc xe chết. Nó theo, nó theo, theo bám sát như vậy. Không có nơi nào an toàn phải không? không vâng, tất cái cục cả những vùng à, đây đất bố vâng, thẳng với không có chỗ nào hiện hiện an đây. toàn không có chỗ nào an toàn không có ai được là an toàn được. là nó muốn giết ai là nó giết đúng không Anh Vì thấy không? giống không như bây giờ, an giờ cái tụ tụ đó, bỏ không xài điện thoại cầm tay mà xài máy nhắn tin thôi lại, lại cái điện thoại của bắp thôi nó mà, mà pay pager bị, cũng bị chết tưởng là cái thứ thứ đó là thứ đồ cổ cho mấy nước nghèo chơi thôi đó, không ngờ anh mua và anh xài anh, anh dính. Rồi. rồi mình xong cái tin về cái, cái cuộc chiến Trung Đông có thể tới đó cũng tạm đủ. À nhân tiện thôi nói tin Việt Nam một chút anh tin bà Hằng. Có nhiều ừ. tin vui. Bây giờ thì có nhiều tin vui rồi. Yeah. À, thưa với quý vị là bà Hằng được thả ra thì ngày 29 tháng 9 vừa rồi. Bà đã có một cái buổi nói chuyện mời mọi người tới vào cửa miễn phí cũng cả mười Và... 10, 10 ngàn người tới đó anh yeah, dạ đông lắm đông nghẹt nghĩa là chưa bao giờ đông như vậy tại vì free với lại được gặp bà <laughs> thành ra nhiều người vô không được tại vì uh, không có chỗ anh đi xe gắn máy tới anh phải gửi xe anh mới vô chứ không lẽ anh quăng xe anh vô bây giờ chỗ giữ xe nó hết rồi không còn chỗ nào giữ xe hết bây giờ anh ra cũng không được nó chung quanh toàn xe không <laughs> nên là quá đông đó thì đó là cái buổi đó thì bà có nói là lúc đầu á, thì bà ra bà nói là bà góp uh, 5 tỷ bây giờ thì bà nói là bà góp 10 tỷ còn ông uh, uh, ông chồng thì 5 tỷ còn cái đứa con thằng hữu á, thì góp 35 triệu đó là cái phần của bà thì uh, bà nói là bà sẽ chấm dứt cái chương trình uh, đó là uh, uh, trên room đó, đó nhưng mà bà sẽ còn ba buổi tâm tình nữa tức là ba cái chủ nhật kế tiếp anh thì bà sẽ còn ba buổi tâm tình nữa mà mỗi buổi này vẫn vô cửa miễn phí đó thế thôi chứ bà không có và bây giờ sức người có hạn rồi cảnh phải, phải lo gia đình lo chồng con nữa cho nên là bà sẽ không làm cái stream thường trực như trước đây nữa mà chỉ làm thêm ba cái kỳ nữa để mà tỏ tâm tình thôi thì uh, Uh, bà ra bây giờ thì lại son phấn ăn mặc trông vẫn một béo tươi tỉnh ngon lành như thường đó à, như vậy yeah. hmm. nhưng mà em có nghe cũng nhiều người cũng bui cũng nhiều người công kích lắm anh biết không uhm. đối lập với phương diện thì đương nhiên là bà cũng có nhiều kẻ thù chứ thì uh, bà cũng có cái uh, bà cũng nửa nhận lỗi nửa không nhận lỗi và tôi làm đúng uh, tôi tôi đã lật được những cái người uh, hại dân hại nước chứ còn tôi đâu có hút máu hút mủ của gì của nhân dân đâu tức là tôi đâu có làm cái gì lợi cho tôi đâu đó, ý là mà tôi vạch mặt những cái kẻ đó ra đó, nhưng mà cái chương trình đó của bà thì bà sẽ không làm nữa đó, bà cho biết không làm nữa nhưng mà còn ba buổi để nói chuyện tâm tình với bà con nữa đó thì nó lại có cái đó nhưng mà rồi sẽ đi tới chấm dứt chứ chứ không tiếp tục cái kiểu như vậy nữa đó. em kể nghe chuyện này một chút xíu chuyện mà hai là chuyện ông liên quan thích minh tuệ à vâng thì trong thời gian vừa qua đó có một số thầy mà do hội Quốc giáo việt nam thống nhất đó, thì cô lập triệt tiêu và trừng phạt thích minh tuệ không coi thích minh tuệ là tu sĩ phật giáo đúng không yeah. trong khi đó ông thích minh đạo yeah. là, là đại binh và cho là phật sống là ly khai giáo hội công khai đi theo yeah. thích minh tuệ đúng không rồi từ đó để ra cái bi kịch thích minh đạo với cái nhóm tại chùa quốc doanh tại vũng tàu đúng không Yeah. Thì, thì bây giờ nghe nói cái tay mà thầy chùa quốc dân mà theo dõi trừng phạt thu tiền tu nha cô thiếu minh đạo là bỏ trốn rồi à, mm. Và bây giờ giao hội quốc dân của, của, của Vũng tàu đó, thì trả cái chùa đó cho thầy thiếu minh đạo bây mm. giờ có ông thầy miền trung cũng lớn nó cũng nuôi dạy cũng bốn năm chục trẻ em á ông yeah. thầy cái chùa miền trung tôi quên cái chùa đó tên chùa đó là, ông quên tên vì vì thầy luôn ông cũng nuôi cũng bốn năm dục trẻ em trong cái chùa miền Trung á, ông tuyên bố bây giờ ông mặc y phấn tạo là công khai từ bỏ giáo hội theo tín minh đạo luôn và theo theo tín minh đạo là theo ông 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 tín minh tuệ luôn biết không? Dạ vâng. Rồi cái chuyện nó đang là chuyện lớn anh biết không? Nó đang nổ ra càng ngày sức mà lan tỏa nó càng lớn bên trong nước hiện nay chim hai phe nha yeah. nhưng mà hai phe rất nặng đề của Phật giáo là phê Đề Thích Minh Tuệ bây giờ công ừ. khai quyết liệt luôn Và ừ. phe thứ hai là phe của Bố Gian và dẫn đến cái trường hợp cũng có hai trường hợp là thích Dụng Đức và thích Trân Quang dạ. theo anh biết thích Dụng Đức đó, là ông thầy chùa nói lung tung đó mà thì cái sao? mặt thì xấu ở răng hô à, trông bị... trông mặt là thấy có hồn thấy <laughs> bị treo treo theo mà 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 giảng hai năm á mấy ông vô tài hạn á thì bây giờ ông chính thức là hoàng tục cả hai người à. hoàng tục đó, là ông thích minh đạo cũng tuyên bố là hoàng tục không ở trong giáo ừ. hội nữa không ừ. là chính thức là tu hiệp phật giáo nữa nhưng mà ông lại theo thích minh đạo ông ông theo ông theo theo thích minh tuệ người thứ hai theo thích minh tuệ luôn là cái người chống thích minh tuệ là cái ông uh, thích quang bây giờ ông đi gỡ bạn giáo hội của giáo việt nam thống nhất luôn ừ. thích mấy ông thích này nói hay lộn tên không ông thích Nguyễn đức á, thì bị kỷ ừ. luật bây giờ tuyên bố treo áo luôn không phải là thầy giáo hoàn tục luôn hoàn tục luôn nhưng mà ông hoàn tục á, cái dư luận trong nước cái cho này này ông hoàn tục không phải ông hoàn tục ông giống như ông thích minh minh đạo tuyên bố hoàn tục nhưng mà ông ở chùa ông vẫn có mở ra những khóa tu giảng bây giờ ông bắt đầu tập để khóa niệm kinh cũng tụ tập phật tử trong năm tụng kinh nam mô a di đà phật tối ngày ông tụng kinh ba bốn thời trong ngày thờ cả tiếng hồ anh biết không làm ừ. hình thức tu sĩ mà lột áo có gì đâu ừ. thứ hai nữa là ông 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 thấy chân quan thì chơi ngon hơn cái ừ. chân Quang ngon hơn rời khỏi giáo hội lột cái, cái cái, biển giáo hội Phật Việt yeah. xuống Ừ. chùa không còn thuộc giáo hội của giáo Việt Nam nữa như vậy ừ. thì hiện nay cái phong trào chống giáo hội quốc dân nó rất là cao anh biết không? Tên ừ. ừ. tình hình của Phật giáo trong nước rồi ừ. không biết đi về đâu thầy chờ xem. À, có nếu vậy thì thêm với tin anh nữa là thêm anh Trần Huỳnh Chí Thức ra tới này đã được một có, có tin tức gì mới không em? có tin tức gì mới anh không có một cái buổi trả lời đầu tiên với lại đài SBTN là chi nhánh ở bên úc đó, gọi của sbtn thành ra anh có cái buổi nói chuyện thì anh nói rằng là cái sự giam tự cầm thì rất là khắc nghiệt mà nhất là từ khi mà có cái tên là thủy là phó giám đốc à, cái trại giam đó nó về đó thì nó hạn chế cái vấn đề đi lại gặp gỡ nói chuyện à, hạn chế nước nóng nghĩa là ăn mì mà ăn với nước lạnh chứ không có nước nóng nữa thì uh, họ cũng đã có nhiều lần biểu tình phản đối À, bởi vì cái đó là vi phạm à, luật luật chạy giam không cho phép làm những cái điều đó vân 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 vân. và đồng thời đó anh thì cái nhóm mà mà à, có mấy 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 anh em con mà theo đó thì cũng ở chung chạy với mấy này, này thì họ đang tuyệt thực anh họ đang tuyệt thực và họ vẫn có liên lạc với nhau lúc mà ở trong tù đó họ vẫn có liên lạc với nhau họ biết nhau và họ biết là cái tuyệt thực thì nó ảnh hưởng như thế nào như thế nào vân vân và anh uh, trần Huy thức trước khi ra thì cũng biết cái tin là nhóm bên đó họ chuẩn bị uh, tuyệt thực thành ra bây giờ thì anh uh, trần Đình huy thức có kêu gọi mọi người quan tâm thì anh có nói một cái như thế này uh, người ta hỏi anh là anh tuyệt thực 30 ngày như vậy thì anh sống bằng cái gì thì ông nói rằng là cái có nhiều cái khó giải thích lắm nhưng mà cái năng lượng con người ta sống là phải có hấp thu năng lượng để mà sống. Thế thì cái đó là chúng ta ăn cơm nước đó là chuyện bình thường. Còn chúng tôi đó khi mà tuyệt thực là không ăn cơm nước thì chúng tôi hấp thụ một cái năng lượng tạm gọi là siêu 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 nhiên. Đó. Có thể là từ một cái mãnh lực tinh thần nào đó, một cái tâm linh nào đó hỗ trợ cho chúng tôi, cung cấp cho chúng tôi cái cái năng lượng loại đó để mà chúng tôi có thể mà tỉnh táo còn đủ sức để phấn đấu chứ không phải là chúng tôi hấp thụ cái năng lượng về thực phẩm bình thường đó thì ông là, là tôi đã sống ở, ở trong cái hoàn cảnh đó mà tôi thiệt thực nghĩa là cho tới tận cung luôn á để coi có cái sức mình chịu đựng được tới đâu luôn đó, đó thành ra ông tiệt thực khoảng 3 lần nữa, mỗi lần cả tháng đó. đó thì đại khái đó là ông trần huỳnh thức ra thì có nói như vậy À, có một cái chương trình của đài SBTN và ông kêu gọi mọi người quan tâm cái, cái, tới cái cuộc à, à, tuyệt thực của ba người đó, thì đang tuyệt thực đó, ở ở cái cái trại số sáu à, chỗ mà ông vừa mới uh, rời khỏi yeah. nhưng mà cái đó em hiểu cũng khó lắm thì đó thì bởi ông... vì ông nói rất là khó giải thích nhưng mà ông là người ở trong cuộc thì ông cảm thấy cái cái điều đó nó nhiều trong vậy. lúc mà khi mà em lúc mà em còn ở Việt Nam em ở tù đó. Ở tù vượt biên em không? thì ừ. lúc nào mà thăm nuôi mà hết đồ ăn anh biết không? vì ừ. lý do khó khăn mà một hai tuần không ăn nuôi được là đói chết luôn anh biết không? Ừ. không nổi chứ đừng nói tuyệt thực nữa. Điểm mà... trong tù có gì ăn đâu? Anh biết một ừ. chút xíu thôi mà chẳng hạn như cái 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 canh nó có là canh đâu nó là một bát bát nước lạ bỏ vài cái cọng rau vô là bát nước canh nó có gì đâu canh rồi ừ. cơm ăn không đủ ăn ừ. đồ chính là đồ của người nhà thăm nuôi anh biết không thì mới ừ. sống được mang cái xác này về chứ không mà mình đã chết trong tù từ lâu rồi mà ừ. đó là mình không có tuyệt thực đó. còn nếu mà ừ. đó chỉ bởi biệt giam nếu một tuyệt thực anh sẽ không ăn không uống bao nhiêu tháng anh sao chịu nổi khó lắm anh tôi không tin cái năng thì lực đúng rồi rất là khó anh và đôi khi năng lượng tự nhiên mình, tôi mình ở một đó. cái tạm gọi giống như là hơi tinh thần tâm linh một chút đó mình ở cái cảnh giới đó thì mình mới cảm được còn mình ở một cái cảnh giới khác thì diễn mình, đáng mình đáng cũng đáng. ở tù nhưng mà mình cũng bị biệt giam mà mình không có tin cái năng lực đó đói chết ừ. luôn anh anh bữa nào mà thăm nuôi mà vì lý do ABC mình bị kỷ luật hay mình bị thì nó không ừ. cho đem quà tới không cho tiếp ừ. cái này nọ biết không là kiểu ừ. như đó, ăn phải ăn giờ ăn trực hàng xóm của những người tù ừ. khác đói chết luôn anh 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 minh được cái dẫn ừ. mặt thì thôi mình còn gì đại tài gì nữa anh minh Dạ không Thì đó Có cái là Mình mừng là Anh Thức đã ra Và tôi nghĩ rằng là Anh sẽ tiếp tục Anh hoạt động Cái mà, mà người ta đang chờ đợi Là cái đó, đó nếu không biết là Cái cương lĩnh Anh sâu diễn ra như thế nào Thực sự đó Thì gọi là Tạo nên một cái gì lớn đó Thì khó Bởi vì anh có một mình và bây giờ chung quanh thì cũng bị bắt hết rồi Thành ra Nhưng mà anh tiếp tục Anh lên tiếng Thì anh tiếp tục Anh gọi tiếng vang nó là thêm vô cho cái cuộc đấu tranh chứ không thể mong đợi Anh như là một lãnh tụ rồi từ đó làm thay đổi hết tất cả mình đừng đặt cái kỳ vọng quá lớn như vậy đó, một cái vai trò một người mà trong một xã hội cộng sản đó, công an chị thì không phải là dễ đó. Ừ. rồi bây giờ mình còn gì nữa minh ok thôi mình nghỉ một chút xíu là mình vô cái chương trình kế tiếp à, thôi chúng tôi xin tạm dừng ở đây và mời quý vị vô cái chương trình sắp tới vào lúc chín giờ ba mươi của chúng tôi tại chương tức là trình còn bao nhiêu phút nữa anh khoảng chừng còn nửa tiếng nữa đây còn nửa nửa, tiếng nữa chương chín giờ mười lăm okay. mình vô chín giờ mười lăm mình vô anh à ok vô, tức là hai chục phút nữa vô ha hai chục phút nữa mình vô ta okay, chúng tôi nói về chương trình mà cuộc hôm nay của tranh luận hai phó tổng thống tại Mỹ mời quý vị yeah. cảm ơn quý vị cảm ơn minh dạ dạ cảm ơn tất cả quý vị và cảm ơn anh